Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện tiệm đồ cổ A Xá của tác giả Huyền Sắc. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Tiệm đồ cổ Á Xá quyển 2 Huyền Sắc Chương 9 Cửu Long Bôi 1 1. Bác sĩ mệt mỏi đi ra từ phòng phẫu thuật, vừa đi vừa viết tóm tắt bản báo cáo phẫu thuật. Mới vừa xong một ca phẫu thật 8 tiếng đồng hồ đứng bên bàn phẫu thuật một đêm bây giờ mỗi bước đi đều thấy chân như muốn nhũn ra lúc này cậu cần gấp ăn một bữa đại tiệc lớn để bổ sung năng lượng nhìn tập bệnh án trong tay bác sĩ cũng bắt đầu cảm thấy chữ mình càng ngày càng như gà bới quên đi ai cũng như nhau có thể xem hiểu lẫn nhau là được rồi may mắn việc tiếp xúc với người nhà bệnh nhân đều có chủ nhiệm ở phía trước giúp đỡ bây giờ cậu chỉ cần chịu trách nhiệm hoàn thành văn kiện này là xong bây giờ đã là buổi tối ngoại trừ phòng cấp cứu vẫn đông người hết chỗ thì những hành lang khác của bệnh viện đều rất ít người lui đến bác sĩ cảm thấy may mắn lần thứ hai khi năm nay mình đã rời khỏi khoa cấp cứu cậu cười và chào hỏi ban y tá cùng trực do bệnh án đã hoàn thành xong chuẩn bị quay về phòng nghỉ đổi trang phục về nhà à nhân tiện đi đến a xá xem một chút nếu ông chủ chưa ăn cơm thì kéo anh ta ra ngoài cùng nhau ăn một bữa lớn nghĩ đến món cá kho cây ngon lành trong lòng bác sĩ lập tức dễ chịu bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều lúc cậu đi qua góc cầu thang đi xuống không đoán được có một người đi lên sát tường vừa lúc đó đụng trực diện vào cậu bác sĩ thẩm kêu không tốt cậu không thể rút nửa bước chân lại được tay vịn cầu thang thì ở rất xa bên kia cậu không thể với tới may mắn là bên tường sát bác sĩ cũng có tay vịn để thuận tiện cho những bệnh nhân lên cầu thang không tiện Tay trái bác sĩ nắm tay vịn, nhưng thân hình lại nghiêng về phía trước, khóe mắt phát hiện đối phương cẩn thận cầm một chiếc cốc, không cần nghĩ cũng biết trong đó chắc chắn là nước nóng, nếu bị chiếc cốc này tạt trúng, chắc chắn cậu sẽ ướt cả người. Bị nước nóng tạt vào người hay là lăn xuống cầu thang phải chọn một, đại não bác sĩ còn chưa lựa chọn xong, thân thể cậu cũng đã phản ứng, tay trái cầm tay vịn, ngã qua bên phải. Nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ nhảy qua phía bên phải cầu thang nắm lấy tay vịn bên kia có thể tránh khỏi bị ngã nhưng bác sĩ rất trân trọng hai bàn tay bình thường ngay cả rửa chén hay làm việc nhà đều phải mang bao tay cao su để bảo vệ chỉ lo sẽ có cái gì bất ngờ làm bị thương hai tay dưới tình huống này bác sĩ tuyệt đối không thể mạo hiểm sẽ bị thương cổ tay để cầm tay vịn thậm chí còn kiềm chế ý muốn lấy tay trông đỡ đem hai tay đặt trước ngực theo phản xạ nhắm hai mắt lại định dùng lưng để đỡ va chạm cảm giác đau đớn không xuất hiện như dự đoán bác sĩ cảm thấy một cánh tay vòng ở thắt lưng mình đem cậu từ sát vách cố gắng kéo lại bác sĩ kinh ngạc mở hai mắt mới phát hiện mắt kính trên mũi mình đã sớm vì những sự cố ngoài ý muốn mà rơi ở chỗ nào với ánh mắt mơ hồ bác sĩ phát hiện mình được anh bạn sắp chạm mặt nhau cứu mà chiếc cốc trong tay đối phương vẫn cầm rất chắc rõ ràng là đã cứu cậu rất điêu luyện rất thuận lợi bác sĩ nhìn không rõ thấy đối phương mặc áo liền nón che khuất diện mạo với độ cận nặng của cậu không thể nhìn rõ tướng mạo của đối phương được nhưng trong tiềm thức bác sĩ nghĩ người này không phải là nhân viên trong bệnh viện bọn họ khó xử với sự giúp đỡ của đối phương mới đứng vững bác sĩ cúi đầu tìm kiếm mắt kính đã bị rơi âm thanh rõ ràng nói đã khuya rồi thời gian thăm người thân cũng đã qua nếu đến khám bệnh xin mời đến phòng cấp cứu hoàng huynh âm thanh nỉ non của đối phương loáng thoáng vang lên thân thể bác sĩ cứng đờ gần như hoài nghi lỗ tai chính mình nghe được âm thanh huyền ảo nhưng giây sau bác sĩ đã bị sự đau đớn trên tay trái thay đổi sự chú ý tay bị đứt lúc nào sao cậu không cẩn thận như vậy nhưng may mắn là tay trái vết thương cũng không sâu mắt kính của anh đây thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của người nọ vang lên lần này là nói bên tai bác sĩ Bác sĩ thấy từ bên trái mình đưa qua đồ vật, theo phản xạ dùng tay trái cầm lấy. Trong khoảnh khắc lúc đầu ngón tay đụng đến một vật lạnh lẽo, bác sĩ biết đây không phải là mắt kính của mình, nhưng còn chưa thấy rõ là cái gì, thì giống như ý thức bị rút đi, cái gì cũng không biết. Hồ hợi lần nữa dùng một tay kéo bác sĩ yếu ớt kéo vào lòng mình, tay kia nhặt cốc ngọc rơi trên mặt đất lên. Hắn nhìn vết máu trói mắt trên cốc ngọc, hài lòng cong khóe môi lên, sau đó đôi mắt đỏ tràn ngập chờ mong nhìn về phía cánh tay của cậu thanh niên đang ngủ say. Hoàng Huynh, ta biết Huynh còn đang ở trong thân thể này, chỉ cần ta phong ấn linh hồn này, Huynh sẽ tỉnh dậy lần nữa. Hai, tình hình là như vậy, đến khi bảo vệ bệnh viện thấy bất thường mới đến, thì cậu ấy đã hôn mê bất tỉnh, người kia còn để lại chiếc cốc ngọc này trước khi trốn thoát. Thuần qua đứng trong á xá, cao mày ngửi mùi huân hương trong cửa hàng đối với cậu rất quái lạ. Cậu ấy còn đang ngủ, tôi hoài nghi chiếc cốc này là ở chỗ ông chủ nên cầm đến, sợ anh lo lắng, nên trước tiên đến đưa. Cậu vừa nói, vừa cẩn thận lấy từ trong lòng ra chiếc cốc bạch ngọc, nhẹ tay đặt trên quầy hàng. Ông chủ không tự tay cầm lấy cốc bạch ngọc, chỉ nhìn chằm chằm vết máu trói mắt trên mặt cốc một chút, thản nhiên nói, chiếc cửu long bôi này không phải là đồ trong cửa hàng chiếc cốc bạch ngọc này gọi là cửu long bôi sao? Thuần qua nhìn lướt qua, quả nhiên lên trên cốc khắc nổi tám thần long tư thái khác nhau. Hơn nữa từ chỗ tay cầm tạo thành một hàng dài, tổng cộng vừa đúng chín con rồng. Dù cho không biết lai lịch của thứ này, Thuần qua cũng có thể thấy giá trị của chiếc cửu long bôi này rất xa xỉ. Cậu biết bác sĩ luôn nán lại trong cửa hàng đồ cổ, cho nên chỉ lo chiếc cửu long bôi này cũng là cổ vật quý giá nếu sơ suất phá hỏng thì cậu không thể bồi thường nổi. vậy trước tiên cứ gửi lại chỗ của ông chủ trước. tôi sợ trong bệnh viện có người đến người đi. nếu là mất hoặc bị bể cũng không tốt. tôi đi về trước ha. dù sao thuần qua cũng thấy ở trong cửa hàng đồ cổ này thật âm trầm, tối tăm. ở lại một lúc đều cảm thấy cả người khó chịu. cậu ấy có khỏe không? lúc thuần qua xoay người rời khỏi, bỗng nhiên ông chủ mở miệng hỏi. à, vẫn còn ngủ đã kiểm tra thân thể cho cậu ấy rồi, không có vấn đề gì. Có lẽ do liên tục phẫu thuật với cường độ cao nên mệt mỏi thôi, chờ cậu ấy tỉnh lại rồi hãy nói. Đi ha, thuần qua cũng vội vã trở về làm, thuận miệng nói xong rồi rời đi. Ông chủ chưa từng nói gì cả, chỉ là đi vào phòng trong, tìm một hộp gấm kích thước sắp xỉ, đặt cửu long bôi lên trên. Ông chủ, anh vừa đặt vật nào vào vậy? Tôi có thể thấy được nha nhanh lên đem tới cho tôi nhìn một chút. Bác sĩ lấy lại ý thức, đầu tiên nghe được âm thanh quen thuộc của viện trường. Cái gì, bây giờ cậu đang ở Á Xá sao? Cậu nhớ rõ vừa rồi đang ở trong bệnh viện kia mà. Bác sĩ cố gắng mở hai mắt, nhưng cảm thấy trước mắt mình là một mảnh tối đen, hơn nữa thân thể cũng không thể nhúc nhích. Rốt cuộc là tình trạng gì đây? Lẽ nào là cậu bị bóng đè? Chẳng lẽ lúc đó thật sự cậu bị ngã cầu thang, toàn thân bị gãy xương sao? nhưng mà không hề cảm thấy đau đớn. Bác sĩ đang miên man suy nghĩ, đột nhiên trước mắt tỏa ra ánh sáng lóe mắt, gương mặt của viện trưởng phóng đại mấy lần ở trước mặt cậu, làm cậu sợ đến sừng sốt. Mà viện trưởng so với cậu còn ngạc nhiên hơn, hít một ngụm khí lạnh nói, trời ơi! Chín con rồng, cốc mỏng bằng bạch ngọc, loại ngọc này, kiểu dáng này, chẳng lẽ cửu long bôi mà hoàng đế Khang Hy yêu thích nhất? Cửu long bôi! Thanh âm nhẹ nhàng của một người từ cửa khắc hoa vang lên, bác sĩ dễ dàng nhận ra chủ của giọng nói này là vị họa sĩ hay ra vào á xá. Ngoại trừ anh ta, âm điệu cũng những người khác tuyệt đối không có trong sự bình thản mà mang theo sự kiêu ngạo dày đặc. Vừa khéo, cậu cũng ở đây hả? Viện trưởng nhìn thoáng qua hướng bên cạnh, sau đó ánh mắt lại dính vào đây. Cửu long bôi này chỉ dùng để đựng rượu, nếu như đựng ngọc tửu, có thể thấy trong chén bay lên chín con dao long trong truyền thuyết trước đây trên giang hồ có tên cường đạo là dương hương vũ đã vì chiếc bôi này mà ba lần lẻn vào hoàng cung nhưng không trộm được mà càng làm cho danh tiếng của cửu long bôi lan truyền nhanh hơn lúc khang hy băng hà cửu long bôi là vật khang hy yêu thích cũng chôn theo xuống cảnh lăng đến thời kỳ kháng chiến một đám thổ phì thừa dịp đào lên trộm cắp trong cảnh lăng không biết cửu long bôi lưu lạc đến đâu ông chủ cái cốc này có phải là cửu long bôi trong truyền thuyết không? Ông chủ không trả lời, mà họa sĩ kia nhìn thoáng qua, sau đó lại phớt lờ đi vào phòng trong của á xá. Bác sĩ không để ý đến thái độ của họa sĩ, vì dường như cậu phát hiện một chuyện làm cậu cảm thấy sợ hãi. Sao miệng viện trường nói cửu long bôi, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào cậu? Ông ta đâu có sở thích gì quái lạ. Bác sĩ mở to mắt nhìn viện trường cẩn thận lấy khăn tay ra, lau khô tay hai mắt sáng lên vươn tay đến chỗ cậu làm cậu sợ hãi muốn thét lên may mà ông chủ giải cứu cậu đúng lúc tin tôi đi ông sẽ không muốn chạm vào cửu long bôi đâu tay viện trưởng rừng giữa không trung vì sao còn có truyền thuyết gì nữa sao truyền thuyết kể rằng chỉ có chân long thiên tử mới có thể đụng đến cửu long bôi ngoài ra người nào đụng đến sẽ ông chủ thích thú dừng lời sẽ thế nào viện trưởng gấp gáp hỏi Ai biết được, ông có thể thử xem mà." Ông chủ mỉm cười. Viện trưởng nghe xong ngoan ngoãn thu lại cánh tay. Bác sĩ nghe vậy muốn cười, rõ ràng là ông chủ gạt người mà. Nhưng viện trưởng lại hoàn toàn tin, đang cười thầm, bác sĩ phát hiện thân thể mình thay đổi hướng, đối diện với ánh mắt thâm u của ông chủ, cậu ngẩn ra, sau đó hỏng hốt. Bởi vì trong con ngươi tăm tối của ông chủ, cậu thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình là một chiếc ngọc bôi được chạm khắc tinh xảo. Nhất định là cậu đang nằm mơ, đúng, giống như lần trước với Hoàng Lương Trầm, nhất định là vậy. Bác sĩ nghĩ như vậy thì bình tĩnh hơn, dù sao chính mình cũng đang nằm mơ. Nhưng mà, không phải ông chủ nói với viện trường không thể chạm vào cửu long bôi sao? Sao sau khi viện trưởng đi, anh lại chính tay cầm đi? Bác sĩ vừa cào nhầu, vừa có cảm giác mình bị một đôi tay lạnh lẽo cầm trong tay giấc mộng này thật sự là quá kỳ lạ cậu bị đặt trong tầng thứ ba của bảo khố theo góc nhìn của cậu có thể thấy rõ ràng tình hình trong á xá bác sĩ nhìn ông chủ cầm khăn lau từng món đồ cổ thế mới biết bình thường ông chủ cũng cần phải quét tước làm vệ sinh cậu tưởng đối phương mười ngón tay không chạm nước dùng phương pháp cổ quái để giữ cho á xá không có một hạt bụi này tên mới đến lúc bác sĩ đang miên man suy nghĩ đột nhiên nghe được một thanh âm già nua bác sĩ nhìn khắp xung quanh nhưng không thấy một người khách nào đi vào cửa hàng kỳ quái hơn nữa là ông chủ không hề nghe thấy vẫn miệt mài làm việc như cũ chắc là cậu lại nghe nhầm rồi bác sĩ mới vừa nghĩ như vậy lại phát hiện lư hương bác sơn toát ra khói từ miệng rồng vàng giống như là tự có ý thức không có gió cũng bay đến chỗ cậu tên mới đến từ đâu mà đến bác sĩ bị làn khói quấn được một lúc trong tiềm thức muốn ngạt thở nhưng trong một giây lại nhớ ra hiện tại mình đang nằm mơ, hơn nữa cậu lại biến thành một chiếc ngọc bôi vô cùng hoang đường, cho nên hít một chút khói cũng không có vấn đề gì. "Ông đang nói chuyện với tôi?" Bác sĩ thử mở miệng, nhưng âm thanh lại không giống giọng của mình như trước, giống như một người khuất mặt. Cậu phát hiện âm thanh giống như là cảm giác ngọc bôi vo ve rung động, nhưng có thể hiểu được. Trong cửa hàng ngoại trừ tiểu tử ngươi ra, còn có ai mới đến? lư bác sơn có vẻ rất kiên trì khói tản ra như lúc trước giống như là một ông lão biếng nhác một lần nữa trở về ghế nằm cách ông ta nói nửa cổ đại nửa hiện đại làm bác sĩ nghe đến nhức đầu bác sơn huynh huynh quên rồi sao còn có một người mới đến mặt nạ quỷ bằng vàng vẫn được treo trên tường tuần trước mới đến một giọng nữ êm tai xuất hiện lúc này bác sĩ mới nhìn qua phía phát ra âm thanh phát hiện đèn cung đình trường tín bên cửa trái lúc cô gái này nói này lên vài cái. Mặt nạ quỷ kia, oán khí quá nặng, khói từ lư hương bác Sơn lay động vài cái, như là biểu hiện ông ta vô cùng bất mãn. Thật không biết vì sao ông chủ giữ lại mặt nạ quỷ kia, dù sao cũng làm cho ta có cảm giác bị người ta nhìn trộm, làm mất đi sự hài hòa trong á xá, đúng là không tốt. Ôi, trong mặt nạ quỷ bằng vàng lại phong ấn linh hồn một mỹ nam tử tiếc là người nọ còn bị phong ấn, không thể ra nói chuyện phiếm với chúng ta. Ánh nến trong đèn cung đình trường tín lại nảy lên, có thể nghĩ ra đây là một cô gái tính tình hoạt bát vui vẻ. Không đúng không đúng, bác sĩ vội vàng xóa đi ý nghĩ này trong đầu. Sao cậu có thể nghĩ như vậy? Có kỳ lạ đến mức nào, đó cũng chỉ là một ngọn đèn thôi. Lô bác Sơn, đèn cung đình trường tín, lại có thể nói, bác sĩ nhịn không được bắt đầu cầu nhầu dù cho đây là cảnh trong mơ của cậu, có thái quá không? Dù sao cũng là đồ cổ. Chật, ngươi có thể nói sao? Cửu Long bôi thật giỏi mà. Đèn cung đình trường tín dùng ngữ điệu khinh bỉ nói. Còn nữa, ta là Linh Lung, bên cạnh là tiểu muội là của ta Lâm Lang, nàng không thích nói chuyện. Từ khi tỉ muội lang ra chúng ta cùng Cần Du đều lập gia đình, càng không thích nói nữa. Giả, dạ, xuất giá, bác sĩ hoàng sở, đèn cung đình trường tín còn có thể lập gia đình sao? Gả cho ai, bóng đèn sao? Hơn nữa đèn cung đình trường tín đều chế tạo từ đồng mà. Sao đều lấy tên đẹp vậy? Sao, khinh thường chúng ta chưa bao giờ đi ra ngoài sao? Hừ, ánh mắt của bản tiểu thư rất tinh tường, giống như là đã chạm đến nỗi đau của Linh Lung, ánh nến của đèn cung đình trường tín lại nảy lên, có thể nhìn ra tâm tình của nàng rất kích động mà đèn cung đình trường tín bên cạnh vẫn rất bình tĩnh cháy tiếp, hai ngọn đèn một bình tĩnh một kích động, hình thành nên sự đối lập rõ nét. Là, là, bác sĩ hoàn toàn không nói nên lời. Bác Sơn ra ra, vị tiểu huynh đệ mới đến này, có điểm rất kỳ quái. Bỗng nhiên một giọng rất rõ ràng xen vào, không phải ra ra người nói, chỉ có đồ cổ ngàn năm mới có thể ngưng tụ thành tinh phách. Cửu long bôi này nhiều lắm cũng chỉ là vật ba bốn trăm năm thôi, thật kỳ quái. Bà nó kỳ quái, cái kỳ quái nhất rõ ràng là cửa hàng này mà, cái gì mà á xá, rõ ràng mỗi món đồ cổ bên trong đều có thể nói được mà. Chỉ là vật ba bốn trăm năm, bác sĩ kiểm nén kích động muốn gào thét nhìn về phía cất tiếng nói, trực giác nói nơi phát ra âm thanh là địa sứ ánh thanh tráng men đối diện trong bách bảo các, còn nhớ viện trưởng từng nói chắc là đồ cổ thời tống. Đồ vật triều tống gì đó đang nói, có nhầm hay không? chỉ cần có chấp niệm tất cả đều có thể lô bác sơn nói rất nhanh câu quảng cáo đang lưu hành bác sĩ mệt mỏi mà nói tôi không phải là cửu long bôi trước hôm nay tôi còn là người mà nhất định là cậu mơ lung tung rồi thật ra tỉnh lại là tốt rồi cần gì tính toán với đồ cổ nhưng cậu vừa dứt lời lại phát hiện bầu không khí trong cửa hàng có gì không đúng sau lúc yên lặng ngắn ngủi đột nhiên vang lên âm thanh thì thào Tuy rằng bác sĩ nghe không rõ lắm chúng nó nói cái gì, nhưng vẫn làm cho cậu sườn tóc gáy. Đập vào mắt cậu có thể thấy được, rõ ràng là trong cửa hàng chỉ có một mình ông chủ, nhưng có cảm giác toàn bộ cửa hàng đồng sống lại, tiếng người ồn ào, chỉ nghe âm mà không thấy người. Bác sĩ kinh sợ một lát, không biết phải nói gì. Cậu sớm biết trong cửa hàng của ông chủ có đồ cổ giá trị xa xỉ, nhưng không nghĩ rằng lại có nhiều đồ cổ có niên đại lâu như vậy dựa vào cách nói của chiếc đĩa mẻ kia, có thể nói đồ cổ ở đây ít nhất là một ngàn năm tuổi, lại có thể có nhiều như vậy. đây chỉ là ở mặt tiền cửa hàng, còn có phòng trong mà người ngoài khó được vào. bỗng nhiên bác sĩ nghĩ câu chiếc đĩa mẻ kia nói đồ vật ba bốn trăm năm cũng không tính là quá đáng. tiểu huynh đệ, cậu nói là thật sao? không biết qua bao lâu trong cửa hàng yên tĩnh trở lại, lư hương bác sơn đại diện đặt câu hỏi là thật hôm qua tôi còn cho ông thêm hương liệu bỗng nhiên bác sĩ nghĩ giấc mộng này quá là kỳ lạ nhất định là cậu thức dậy sai cách rồi à nhất định là bỏ hương ấn độ giá rẻ vào trong lò của ta muốn xông chết lư hương ta có phải không bỗng nhiên lư hương bắc sơn càng kích động hơn phun khói như núi lửa bùng phát có tốt không lúc tôi vừa đi ngang qua cửa hàng chuyên bán hương liệu người ta biếu tặng tôi có nhìn thoáng qua cũng là đàn hương loại một Bác sĩ dè dặt giải thích, cậu còn cố ý hỏi qua ông chủ, lúc đó ông chủ đâu có nói không thể. Cậu biết bình thường ông chủ cho hương gì không? Là kỳ nam đó, là trầm hương thượng hạng đó, chỉ có hoàng đế mới có thể dùng kỳ nam hương, thậm chí thời Hán còn nói nó có công dụng hoàn hồn. Vào thời Tống, kỳ nam hương cũng đã có giá nhất phiến vạn kim, đó. Loại hương giá rẻ của cậu có thể lọt vào mắt ta sao? Thật là muốn sông chết ta lư hương bác sơn rít gào nhất thời tiếng vang lượn lờ trong cửa hàng bác sĩ bị gào đến đầu óc choáng váng bác sơn huynh hiện tại quan trọng không phải cái này vừa cất tiếng rít gào ai cũng không thể chịu được linh lung nhanh chóng xen vào nói ngươi là bác sĩ hay đến cửa hàng chơi sao là một đời truyền thế của phù tô ừ người cô nói chính là tôi nghe bản thân mình là truyền thế của ai đó điều này làm cho ngực bác sĩ cảm thấy khó chịu nhưng mà cậu không thể phủ nhận, dùng sao những món đồ cổ này đã ở cùng ông chủ nhiều năm, những chuyện nghe thấy được chắc chắn không ít. Vậy thì nguy rồi, người mà đem cửu long bôi đến đây có nói, thân thể của cậu đã bị hôn mê. Xem ra chắc chắn là cái cốc này có vấn đề, giọng nói của Linh Lung càng nghiêm trọng. Có vấn đề, bác sĩ giật mình, nhớ đến người kỳ quái kia xuất hiện trong bệnh viện, mà không phải trong tay cậu ta cũng cầm một chiếc cốc sao chẳng lẽ cậu không phải đang nằm mơ, mà là thật sự biến thành một cái chén? Giống như người có người tốt kẻ xấu, đồ vật cũng chia ra tốt xấu. Lư hương bác Sơn bình tĩnh lại một chút, khói phun ra cũng ổn định hơn nhiều. Hình như ở nơi này, ông ta và Linh Lung có thân phận cao nhất, cho nên lúc bọn họ nói chuyện, không có ai xen miệng vào. Có những đồ vật vì để khẩn cầu trời xanh mà chế tạo ra, ví dụ như là lễ khi tới trời cho nên những đồ vật ngưng kết lại tâm huyết thành kính của thợ thủ công, trong khoảnh khắc chế tạo ra tràn ngập linh tính, cũng rất dễ dàng ngưng tụ thành tinh phách. Rất nhiều quái vật thời cổ trong tiểu thuyết đều tưởng là hiện thân của yêu quái dân gian, nhưng đa số là tinh phách của đồ vật. Còn có một loại đồ vật rất dễ ngưng tụ thành tinh phách, chúng nó được tạo ra là vì thù hận. Này, ví dụ như vô cổ ngẫu của Trần A Kiều. Yếm thắng hắn vẫn không biết, khói của lư hương bắc sơn lúc ẩn lúc hiện lượn lờ mà bay lên trong không khí yên tĩnh mà xoay tròn có vẻ khá phiền muộn nhắc đến cái tên cố chấp kia làm gì bị phong ấn hai ngàn năm còn chưa thông suốt đáng đời hắn vì một nữ nhân mà đánh mất tinh phách linh lung làm bộ dạng nghiêm khắc tiệm đồ cổ á xá quyển hai huyền sắc chương 10, cửu long bôi hai bác sĩ nhớ đến vô cổ ngẫu mà bọn họ nhắc tới Tính ra thì vô cổ ngẫu và lô bác sơn với đèn cung đình trường tín đều là đồ cổ triều Hán, cùng vượt qua năm tháng trong dòng lịch sử, chắc chắn không thể cạn tình nghĩa. Vô cổ ngẫu kia không phải bị đưa đến viện bảo tàng sao? Chắc chắn sẽ được chăm sóc tốt mà. Hừ, viện bảo tàng, đó là mộ phần của chúng ta. Ai muốn vào đó chứ? Nơi đó nhận đồ cổ bị mất đi tinh phách chính là vật chết, càng đáng thương hơn, lúc còn có ý thức bị giam lại rõ ràng là giống như đang ngồi tù âm thanh lại vang lên ồn ào dưới ánh đèn chiếu rọi ánh men xanh tản ra tản ra ánh sáng trói mắt nghe nói hôm kia còn có một cái ca diêu hình cánh hoa vỡ vụn là huynh đệ thời tống của tôi đó thật đáng thương cứ như vậy ngay cả thân thể hoàn hảo cũng bảo vệ không được ríu rít ríu rít bác sĩ không nói nên lời quả là một sự kiện gây xôn xao ngay cả người không để ý chuyện bên ngoài như cậu nghe nói qua tự nhiên sụt xịt không ngớt khụ trở lại chuyện chính lư hương bắc sơn thấy chủ đề có chút xa đành phải ho khan hai tiếng chiếc cửu long bôi này chạm từ ngọc hòa điền vô cùng tốt ngọc có tác dụng xua cát tỷ hung nếu cậu là phù tô truyền thế chắc hẳn lúc được sinh ra đã cũng đeo khóa trường mệnh rồi phải không ừ đúng rồi bác sĩ không biết lư hương bắc sơn nói về chuyện này làm gì Cậu đã đem hai mảnh khóa trường mệnh bị vỡ đặt vào trong quan tài ở địa cung tần lăng đồ ngọc thượng cổ có khả năng hút hồn phách của người khóa trường mệnh từng giam giữ hồn phách sứt mẻ trước khi chết của phù tô cậu xảy tay làm vỡ mới giải thoát được bác sơn lô chỉ điểm thanh âm kéo dài mà vẫn chưa nói xong bác sĩ ngẩn ra hỏi ngược lại là ông nói ngược lại hồn phách của tôi bị hút vào trong cửu long bôi này sao đúng vậy nhưng không biết vì sao lại xảy ra tình huống như vậy. Người bình thường trước khi chết sẽ có chấp niệm tương đối mạnh mẽ, có khả năng bám vào đồ ngọc khá lớn. Nhưng cậu là linh hồn sống, thân thể cũng rất tốt, chẳng lẽ có ai động chân động tay gì phải không? Lô Bác Sơn không thể giải thích được. Y nói là nếu chiếc cốc này rơi vỡ thì tôi có mới có thể được giải thoát. Bác sĩ lại bắt đầu phiền não rồi, trong á xá, ông chủ có thể lỡ tay làm vỡ đồ vật sao? điều đó không hề có khả năng. Không chỉ như vậy, đồ ngọc thượng cổ có thể kéo dài thời gian bảo vệ hồn phách, nhưng cửu long bôi chỉ là đồ cổ khoảng 3, 400 năm, ta thấy nhiều lắm cũng chỉ có thể bảo vệ linh hồn cậu 7 ngày không tan mà thôi. Linh lung có chút thương tiếc nói. Thương tiếc, thương tiếc cái đầu cô, cậu còn chưa chết đâu được chưa? Bác sĩ bắt đầu hấp tấp, trong vòng 7 ngày muốn đánh vỡ một chiếc cốc, với tình hình là cậu không thể động đậy thật là giống như nghìn lẻ một đêm bị nhốt trong cửu long bôi không thể động đậy đã đến đêm ngày thứ tư rồi từ trong lòng thấp thỏm lo âu đến bây giờ bác sĩ cũng đã mất cảm giác bởi vì cậu đã thử qua rất nhiều cách cũng không thể làm cho ông chủ chú ý cũng không thể làm cho cửu long bôi này động đậy một chút có lẽ vận mệnh mình là như vậy thật sự không phải cậu đã sớm chết sao bác sĩ hoàn toàn im lặng nghe âm thanh của đồ cổ mà chán nản không nói các món đồ cổ đều đã trải qua ngàn năm nhìn quen sống chết cho nên cũng không cảm thấy chuyện bác sĩ bị nhốt trong cửu long bôi là chuyện rất quan trọng tiểu huynh đệ không có việc gì đời người mà vừa mở mắt nhắm mắt cả đời này liền trôi qua đơn giản khói từ lư hương bác sơn bay lên nói một câu lưu hành không phổ biến lắm cậu lo lắng cũng không được gì chúng ta cũng cần dọn nhà đi chỗ khác nhưng mà sau đó truyền thế của phù tô sẽ không chết cũng không biết ông chủ có tiếp tục tìm kiếm không ánh nến của linh lung nảy lên nói lời vu vơ không để ý đến tâm trạng bác sĩ bác sĩ biết những món đồ cổ này sẽ không vì một người mà nói khéo bị linh lung không khách khí nói như vậy chỉ là trong lòng cậu thấy khó chịu mà thôi cậu không muốn nói về chuyện chính mình nên lái sang chuyện khác ông chủ luôn luôn dọn nhà sao đúng vậy ở một chỗ lâu quá, nhưng dung mạo ông chủ không thay đổi, chẳng phải sẽ khiến mọi người hoài nghi sao?" Linh Lung hừ nhẹ nói, "Nhưng mà ngày trước vẫn dễ chịu hơn, chỉ cần đổi chỗ là sẽ không có ai nhận ra. Bây giờ internet phát triển, dù cho trốn trong núi sâu cũng có thể bị người ta tìm ra." Tiểu ẩn ẩn Vu Sơn, đại ẩn ẩn Vu thị, Lư Hương Bắc Sơn cười khẽ, "Bây giờ ông chủ làm rất tốt." Quả thật trên con phố mua sắm này là một cái mặt tiền cửa hàng không bắt mắt, thật là không khiến người ngoài chú ý. Bác sĩ luôn biết khách hàng của Á Xá luôn ít đến tội nghiệp, nhưng mà cậu nghĩ ông chủ chỉ mới đến đây 3 năm trước thôi. Có thể đoán được gần đây tần suất ông chủ dọn nhà ngày càng nhiều, có thể thấy được tình hình không ổn. Nghĩ đến đây, bác sĩ thở dài, bây giờ thân của cậu còn khó bảo toàn, sao còn lo lắng cho người khác nữa theo thường lệ từ 8 giờ sáng tam thanh điều từ phòng trong bay ra, bay đến khung bằng gỗ tử đàn, uống vài ngụm sương sớm mà sáng sớm ông chủ cố tình hứng lấy, ăn măng mới. Bác sĩ nhìn có chút áy náy, ngay từ đầu người nói nuôi tam thanh điều là cậu, kết quả là mấy tháng đầu cậu còn nhớ kỹ chuẩn bị đồ ăn uống cho nó, sau đó vì hết năm y viện bắt đầu trở nên bận rộn, nên không còn chú ý đến nó. May mà có ông chủ chăm sóc bác sĩ chăm chú nhìn tam thanh điểu, nhìn nó vui vẻ ăn măng, âm thanh véo von quanh quần trong cửa hàng, không biết vì sao có chút tham. Đã vài ngày cậu không hề ngủ, cũng không ăn uống bất cứ thứ gì cả. Mặc dù không có cảm giác đói khát, nhưng cậu đã làm người 25 năm, sớm đã có thói quen ăn uống gì đó, nhưng đã ở đây 4 ngày mà chưa từng hoạt động, điều này làm cho cậu khó có thể chịu được. Tam Thanh, Tam Thanh Bác sĩ không thể chịu được bắt đầu gọi tên Tam Thanh Điều, không biết là ảo giác của cậu, hay là thật sự chờ mong thấy kỳ tích xuất hiện. Vậy mà vừa lúc cậu dứt lời, Tam Thanh Điều ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn bốn phía. Bác sĩ giống như từ trong đêm tối thấy được một tia sáng nên rất kích động, liên tục gọi tên Tam Thanh Điều. Dường như Tam Thanh Điều thật sự nghe được gì có, vứt bỏ nửa miếng măng đang ăn trong miệng, giơ cánh, bắt đầu bay lượn trong cửa hàng dĩ nhiên cánh giơ lên tạo bụi còn có đồ cổ liên tục hô to gọi nhỏ này con chim kia phát điên gì chứ ông chủ vừa giúp ta lau thân thể đó thanh âm từ đĩa xứ hồn hển cẩn thận cẩn thận đừng chạm vào ta ta rất yếu đuối tam thanh người cẩn thận một chút không phải ông chủ nghiêm lệnh không cho ngươi bay loạn sao cẩn thận bị đuổi đi đó đây là một giọng nói hơi quan tâm là hộp được mạ vàng trong bách bảo các nói với tam thanh Tam thanh không thể nghe được thanh âm của chúng ta đâu tên cửu Long bôi mới đến đừng ồn ào nữa tiếng cười của ông trúc trên giá bút lông sói hồ Châu không chút nề tình đập vỡ hy vọng còn sót lại của bác sĩ mặt tiền cửa hàng á xá rất nhỏ Tuy rằng thân thể tam thanh điều không tính là quá lớn nhưng cánh mở rộng cộng thêm phần đuôi thật dài ở trong cửa hàng á xá xoay người không được ông chủ nhanh chóng bị kinh động từ trong phòng đi ra gọi tầm thanh điều về tiến vào phòng trong. Bác sĩ rất thất vọng, cậu còn chờ mong Tam Thanh Điều tới giải thoát cậu. Nếu không cẩn thận đụng cậu vỡ trên mặt đất, thì cậu được giải thoát rồi. Nhưng cậu không ngờ Tam Thanh Điều làm ra tiếng động lớn như vậy, suýt nữa làm liên lụy các đồ cổ trong cửa hàng, nên liên tục xin lỗi. Các đồ cổ cũng gọi là khoa trương, có ai làm cho cuộc sống của bọn họ quá nặng nề đâu. Và lại người nào trong bọn họ cũng đã trải qua thử thách trong trăm ngàn năm tháng đã thấy quen sóng to gió lớn, điều này chỉ là một việc nhỏ như sợi lông thôi. Cho nên chưa ai từng nhắc đến, trong nháy mắt tiếp tục làm chuyện của mình. Bác sĩ đã sớm nghe Việt Vương kiếm vui vẻ lại nhài chuyện cũ của hắn năm đó, nghe bút lông sói hồ châu của nhà nho đáng ghét khoe chữ, nghe bách điểu nói chuyện với hộp phượng mạ vàng tâm sự chuyện nữ nhi bát quái. Buông tha cậu đi, cậu không thể thích ứng với sinh hoạt như vậy mà. A, à, Hoàng thượng. Hoàng thượng tới, lúc đang chán chết, đĩa gốm trắng men xanh bên cạnh bỗng nhiên giống như hăng tiết gà mà hưng phấn hơn. Bác sĩ biết đúng giờ này, chắc hẳn là họa sĩ kiêu ngạo đến á xá vẽ họa quyển, mỗi ngày đều đến, hầu như mặc kệ gió mưa. Bác sĩ họa sĩ này kiếp trước chính là Tống Huy Tông Triệu Cát, mà chiếc đĩa sứ trắng men mỗi khi thấy họa sĩ đến, đều làm ra vẻ hưng phấn khó hiểu. Hôm nay rốt cuộc cậu cũng không chịu được mà đặt câu hỏi, ảnh thanh sao cậu có thể nhận ra anh ta là hoàng thượng? Ảnh thanh chính là tên của đĩa gốm men xanh, men ánh thanh gọi là men ảnh thanh, cho nên tất cả mọi người gọi nó là ảnh thanh. Ảnh thanh vẫn nhìn họa sĩ đi vào phòng trong, mãi cho đến khi không nhìn thấy nữa mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, hiển nhiên là biết rồi, dùng mạo của anh ta giống như năm đó, chẳng qua năm đó ta chỉ là một chiếc đĩa bình thường, chỉ là xa xa thấy anh ta có một lần thôi. Đó là một lễ tế cung đình, hoàng thượng thực sự là vô song xét đánh uy vũ mà. Uy vũ, đầu bác sĩ đầy hắc tuyến, dù sao cũng thấy thân thể nhỏ nhắn của họa sĩ không thể mang được hai chữ uy vũ, hay là nhận sai người rồi. Nhưng mà, ảnh thanh cũng là vật triều tống, là cùng niên đại với tống huy tông. Nhưng mà bỗng nhiên bác sĩ nghĩ đến một vấn đề, kinh ngạc mà hỏi thăm, là ngươi nói, truyền thế của Tống Huy Tông lại có thể giống hắn năm đó như đúc sao? Này cái gì đó đó, thật ra không phải ai cũng có thể truyền thế, chỉ có trước khi chết linh hồn có chấp niệm sâu nặng, mới có thể giữ chấp niệm cả đời mà truyền thế, mà sau khi truyền thế tướng mạo giống nhau đều cùng ban đầu như nhau. Ảnh thanh biết bác sĩ không phải là đồ cổ tu luyện thành tinh phách, nên đối với những điều bình thường như này thật sự là u u cạc cạc. Bác sĩ vừa nghe xong, thì ra trong sách viết dường như trong kiếp trước có gặp qua nhau, là có căn cứ nhưng mà cậu suy nghĩ một chút về chính mình có điều không đúng vậy truyền thế của phù tô sao lại không như vậy tôi còn nhớ ông chủ có nói qua phù tô còn truyền thế thành nữ nhân nữa bác sĩ mãi không nghe nghe được tin này thì đáy lòng rối loạn như cây cỏ bị ngựa chạy qua nhưng mà sau đó cậu lại đem cậu và phù tô phân cách làm hai người nhưng như vậy cũng thật khó chịu dù sao truyền thế thành nam hay nữ cũng có xác suất 50%. phần trăm đối với y học thì đây là hiện tượng bình thường nhưng trước đây ở trong á xá có nghe được chuyện xưa cũng chưa từng nghe nói qua tây sở bá vương hạng vũ truyền thế thành nữ sinh yểu điệu mà đó là bởi vì một phần linh hồn của Phủ tô bị giam trong khóa trường mệnh nên không toàn vẹn ảnh thanh kiên nhẫn giải thích bởi vì hắn ở á xá cũng xem như là còn trẻ rất ít có người thỉnh giáo hắn cho nên vui vẻ nói nhiều một chút cũng không để ý bán sĩ muốn nghe hay không muốn nghe bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất. Bác sĩ cũng đang buồn chán, coi như là nghe tấu đơn, hơn nữa âm thanh của ảnh thanh cũng mềm mại dễ nghe. Cậu vừa nghe, thấy ông chủ từ phòng trong đi tới, sau đó lại lau các đồ cổ trong cửa hàng, kéo cửa tủ, lấy một bộ trà cụ từ xa để pha trà. Bác sĩ biết mỗi ngày thời gian uống trà của ông chủ không cố định, nên dùng trà cụ cũng không giống nhau, nhưng cậu không thể thích nghi được, Đồ gốm sứ quý giá giống như phi tử, một bên đánh đầu rơi máu chảy, một bên quỳ cầu ông chủ sủng hạnh. Tuy rằng biết ông chủ không nghe được, nhưng bác sĩ đối với thế giới hỗn loạn này quá tuyệt vọng. Cái gì mà á xá, đồ cổ ở đây mỗi vật đều có thể nói được thì có. Giờ là tối ngày thứ sáu, bác sĩ đã cam chịu số phận. Có thể vì lần trước tam thanh điểu gây rối ồn ào, nên bị ông chủ nhốt vào trong phòng mỗi ngày ông chủ đều đem nước và măng cho nó ăn nó không còn đi ra nữa các đồ cổ ngàn năm đã sớm hình thành thói quen nhìn sinh mệnh mất đi ngoại trừ ảnh thanh trò chuyện cùng bác sĩ có vẻ có phần buồn vô cớ còn lại đều có chuyện của mình tuy rằng bác sĩ còn chưa sống đủ nhưng cậu ở bệnh viện đã nhìn quen sống chết tình huống hiện tại của cậu cũng giống như bị báo bệnh nặng bị phán tử hình ngay từ đầu cũng có oán hận nhưng cũng chết lặng ai làm cậu bi thương vậy chứ nhưng mà sâu trong đáy lòng cũng có một sự chờ mong nhất định ông chủ sẽ cứu cậu không hiểu vì sao cậu lại tin tưởng như vậy gì chứ ông chủ lại có thể uống rượu sao thật hiếm thấy nha hôm nay không uống trà mà lại uống rượu trong á xá rối loạn bác sĩ cũng nhìn qua đúng là thấy ông chủ ôm một chiếc bình nhỏ đưa tay hướng về phía cậu này này uống rượu thì dùng cửu long bôi ông chủ xác định không phải cố ý chứ đồ cổ xung quanh sợ thiên hạ không loạn càng ồn ào hơn bác sĩ thề là cậu vừa thấy nụ cười chợt lóe bên môi ông chủ không phải nói anh ta không nghe thấy sao không đợi bác sĩ phản ứng lại cảm giác mình bị một bàn tay lạnh lẽo cầm lên âm thanh cười vang xung quanh càng dữ dội bác sĩ cảm thấy không thích ứng được tuy rằng biết các món đồ cổ này đã cô đơn đến mọc tóc luôn nhưng cũng không nguyện ý để bọn họ vây xem được rồi dưới tình huống này không để cho bọn họ vây xem cũng không được bác sĩ cảm thấy mình bị ông chủ cầm trong tay cẩn thận dùng vải mềm lau chùi loại lực đạo này không nặng không nhẹ vừa phải phủi đi bụi trên người cậu mới làm cậu tỉnh ngộ ra trong sáu ngày qua mỗi ngày ông chủ đều lau chùi đồ cổ trong cửa hàng nhưng chỉ không lau qua một mình cậu nói đúng ra thật ra ông chủ đã biết điều gì đó cả người bác sĩ lại có mong muốn sống sót chăm chú nhìn gương mặt gần trong gang tấc của ông chủ muốn từ trên mặt anh tìm thấy một đầu mối nào đó nhưng nụ cười thản nhiên của ông chủ vẫn giống như ngày thường giống nhau như đúc rượu trong suốt như hổ phách đổ vào cửu long bôi trong cửa hàng á xá tràn ngập hương thơm mát của rượu đây là rượu ngàn năm hàng thành thu bạch lộ nha uống rất ngon đó ánh nến linh lung nhảy lên trong lòng bác sĩ phỉ báng nàng ta như vậy còn có thể uống rượu rượu tinh chất này mà tưới vào cô thì cô tự thiêu luôn nghe âm thanh ồn ào của đồ cổ xung quanh bác sĩ chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể mình bị ngâm vào rượu có độ cồn cao giống như là uống say rượu ý thức dần bay xa mắt thấy ông chủ cầm lấy cửu long bôi gương mặt tuấn tú càng gần sát lại thế này là xem cậu thành chiếc cốc xứ thật sự có thể sao phút chốc cuối cùng bác sĩ rơi vào mảnh tối đen buổi tối trong phòng bệnh vẫn yên lặng như bình thường. Ông chủ cầm cửu long bôi, tránh khỏi y tá trực đêm như là đã sớm biết đường, đi thẳng vào một căn phòng bệnh. Cửu phòng bệnh bị đẩy ra, liếc mắt có thể bác sĩ đang ngủ say trên giường bệnh. Trong phòng bệnh chỉ có một chiếc đèn nhỏ, yếu ớt chiếu dọi lên người bác sĩ đang ngủ say bất tỉnh, càng tăng thêm bầu không khí quỷ dị. Nhưng ông chủ nhìn liếc mắt nhìn cậu, liền nhìn vào góc phòng, nhàn nhạt, nhạt nói rằng đã cho ngươi thời gian bảy ngày đáng lẽ ngươi phải chết tâm rồi chứ trong góc tối tăm một nam tử mặc áo liền nón đi ra gương mặt bị che trong mũ chỉ có một vài sợi tóc bạc trắng theo động tác của hắn đổ xuống hắn là hoàng huynh của ta ngươi giấu hoàng huynh của ta ở nơi nào rồi thanh âm hồ hợi lộ ra vẻ mệt mỏi vốn là hắn có kế hoạch rất tốt chỉ cần phong ấn linh hồn ký ức của nam tử hiện đại này như vậy hồn phách của Hoàng Huynh sẽ trở về thân thể. Nhưng hắn đợi 7 ngày, lại không chờ được gì cả. Chỉ có cách giải thích duy nhất là người này không phải Hoàng Huynh của hắn. Nhưng mà, không phải nói, sao ông chủ lại đối với cậu ta gần gũi như vậy? Không, hắn không tin. Ông chủ nở nụ cười, nụ cười lần này nhưng lại không mang theo sự ôn nhu. Hắn không phải Hoàng Huynh của ngươi, hắn không phải là Phủ Tô hồ hợi ngây ngần cả người bởi vì âm điệu của ông chủ rất kiên định chẳng nhẽ là hắn nhận sai người nhưng ông chủ vì sao có thể chịu được không tiếp cận hoàng huynh của hắn chẳng lẽ ông chủ dùng thủ thuật che mắt nhưng người bình thường ra vào a xá còn được ông chủ đặc biệt chiếu cố chẳng lẽ là người đưa vô tự bi thời tống kia hồ hợi nghĩ tới đây cảm thấy ở đây đã không còn ý nghĩa bước đến cửa phòng bệnh lúc hắn đi lướt qua ông chủ hắn đi chậm lại muốn nói gì đó nhưng không nói ra khỏi miệng ngược lại bước nhanh rời đi ông chủ nghe tiếng bước chân trên hành lang dần đi xa lúc này mới đi qua giường bệnh bác sĩ đã ngủ bảy ngày sắc mặt thảm đạm vô cùng ông chủ đỡ cậu ngồi dậy đem cửu long bôi đưa đến môi cậu thư tự lộ trong cửu long bôi chậm rãi chảy vào miệng bác sĩ ông chủ nhìn vết máu trên cửu long bôi biến mất hài lòng cười cười chỉ là nụ cười lập tức biến mất anh quay đầu nhìn góc lạnh lẽo nơi hồ hợi vừa đứng chim nhỏ màu đỏ siêu siêu vẹo vẹo từ góc tối đi ra lo lắng liếc mắt nhìn ông chủ hoảng sợ dương cánh bay ra ngoài cửa sổ ô chủ nhân thật xấu xa đi cũng không đánh thức nó sao người này lại hung dữ như thế cái gì nó cũng thấy được ô bác sĩ tỉnh lại lần nữa phát hiện mình nằm trong bệnh viện lãnh đạo và đồng nghiệp trong bệnh viện đều đến cho cậu làm kiểm tra toàn bộ thân thể, cuối cùng cũng không tìm ra vì sao cậu lại hôn mê 7 ngày. Phía bệnh viện tưởng do công việc chữa bệnh nặng nề tạo thành, cố tình phê cho cậu 7 ngày nghỉ có lương. Đương nhiên bác sĩ biết nguyên nhân cậu hôn mê, nhưng cậu không thể nói. Nếu nói ra, chắc chắn sẽ mất việc, mà chắc chắn cậu cũng sẽ bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Ông chủ, anh nói anh không nghe đồ cổ nói chuyện, không gạt tôi chứ. Bác sĩ bắt đầu hưởng thụ 7 ngày nghỉ, nhưng cậu quyết định không đi đâu hết. Ở lại Á Xá là tốt nhất, cần gì phải đi xe lửa hay đi máy bay ra ngoài chơi. Thật ra cậu thích ở một chỗ, ông chủ so với cậu còn thích ở một chỗ hơn. Ông chủ dùng ấm trà ca diêu ngâm trà thiết quan thế âm, nghe vậy mỉm cười nói, đồ cổ có thể nói. Cậu chắc không nằm mơ chứ. Bác sĩ bĩu môi, cậu không biết ông chủ nói cho qua hay là nói thật lúc cậu tỉnh lại lại không thể nghe được âm thanh ồn ào của đồ cổ nhưng cho dù không nghe được thân cậu cũng ở á xá cũng cảm thấy được cảm giác khác thường này tôi nói anh nghe lư hương bắc sơn còn bắt bẻ tôi dùng hương liệu rẻ tiền còn hai ngọn đèn cung đình trường tín là tỉ muội ngọn bên trái hoạt bát hơn bên phải không thích nói anh xem anh xem ánh nên bên trái kia nhảy lên nhiều lắm đó bởi vì cái kia ở gần cửa có gió thổi qua Hiển nhiên ánh nến sẽ nhảy nhiều hơn. Ông chủ bất đắc dĩ cười cười. Bác sĩ không nói gì, lẽ nào tất cả đều là cảnh trong mơ? Nhưng có phần hơi chân thật quá đó, khi nào sức tưởng tượng của cậu lại phong phú như vậy? Theo thói quen muốn cầm lấy cái chén uống trà, nhưng bỗng nhiên bác sĩ nghĩ đến cái chén này, quỳ cầu ông chủ sủng hạnh, dường như trong tay mình cũng là một người. Sao vậy, không thích uống thiết quan âm sao? ông chủ thấy bác sĩ cầm chén vẻ mặt kỳ quái khác thường nghi hoặc mà hỏi thăm bác sĩ buông chén miễn cưỡng cười cười nói sợ lỡ tay phá hủy đồ cổ vẫn là tôi đi siêu thị mua cốc giấy xài một lần tốt hơn tuy rằng không thể xác định cuối cùng chính mình có nằm mơ không nhưng trong lòng rất khó chịu không thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn đồ cổ ông chủ bật cười nói không dùng quen cái này vậy cậu có thể dùng cửu long bôi Bác sĩ nhìn theo ánh mắt ông chủ, chỉ thấy cửu long bôi kia, đặt trong bách bảo khố, nơi mà 7 ngày trước đã đặt cầu. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.